Trung là giảng viên dạy nấu ăn của trung tâm Quả Táo Vàng. Hôm nay tôi đến với các bạn trong chuyên mục nấu gì hôm nay. Như các bạn biết đấy, cái ăn uống bây giờ thì nó rất là phức tạp và nhiều người còn đang mung lung là không biết là hôm nay ăn cái gì và nấu cái gì làm sao để cho gia đình có những cái bữa ăn ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số các cái món ăn mà nó mang hơi hướng của châu Âu. Như các bạn biết thì là trẻ nhỏ bây giờ thì nói đến mì Ý hay là pizza thì chúng rất là thích, mà không những là trẻ mà cũng là người lớn chúng ta cũng thích. Bởi vì là khi mà chúng ta ăn một cái bữa ăn mà chúng ta cảm thấy nó vừa miệng này, đúng với cả cái ý thích của mình này, thì bao giờ cái hương vị của cái bữa ăn đấy nó cũng sẽ tốt hơn. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn là món là mì Ý sốt kem trứng, hay còn gọi là spaghetti carbonara. Thì ở đây thì các bạn khi các bạn là mua mì thì các bạn chú ý là các bạn sẽ chọn những cái loại mì mà được các nhà trung cấp người ta bán và có tem nhãn mác, chứ chúng ta không nên mua hàng trôi nổi. Thứ hai là khi các bạn chọn mì thì các bạn sẽ chọn cái mì là số 3. Vì cái mì thì nó có số như là số giày dép cũng như là quần áo, thì số 3 là cái số mà nó hợp lý nhất và cái sợi mì nó cũng vừa đủ ngon để cho chúng ta. Còn những cái số ví dụ như số 4, số 5, số 6 thì cái sợi mì nó hơi to. Thì cái sợi mì to đấy thì thường là chỉ có người châu Âu người ta thích thôi, chứ còn người châu Á thì người ta không thích cái sợi mì to. Như khi mà chúng ta chọn mì thì chúng ta thứ nhất là chúng ta chọn về cái số của mì làm sao cho nó hợp lý. Thứ hai là khi mà chúng ta chọn nữa là chúng ta phải chọn cái mì mà có nhà cung cấp, nhà phân phối đàng hoàng, chứ chúng ta không mua những loại hàng trôi nổi ở ngoài. Tiếp đến là chúng ta sẽ sử dụng đến cái thịt xông khói. Ở đây thì các bạn sẽ sử dụng cái ba chỉ xông khói và rau củ để làm kèm cho món mì này thì là các bạn sẽ sử dụng cái nấm rơm. Ở đây nếu như mà vào cái vụ mà không có nấm rơm thì các bạn có thể mua cái nấm mỡ hoặc là các bạn dùng cái nấm rơm đóng hộp cũng được, không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng lưu ý rằng là nếu mà các bạn dùng cái nấm rơm này mà đóng hộp thì các bạn nên phải trần qua nước sôi để làm sao cho nó hết cái nước bảo quản đi thì cái nấm chúng ta nó sẽ nhạt. Chứ còn nếu mà chúng ta mà không trần thì cái nấm bao giờ nó có cái vị đậm. Đấy là cho đấy là các bạn phải lưu ý. Tiếp đến là chúng ta sẽ sử dụng trứng gà và kem tươi, sữa tươi không đường. Các bạn sẽ sử dụng như thế này để làm cái sốt của mì. Thì ở đây thì khi mà các bạn luộc mì thì các bạn cũng chú ý là cái sợi mì to thì nó có cái thời gian luộc nó nhiều hơn và cái sợi mì nhỏ thì có thời gian luộc nó nhanh hơn. Ở đây cái mì số 3 này chúng ta luộc khoảng từ 8 đến 10 phút là cái mì nó sẽ chín. Thì ở đây các bạn khi luộc mì thì các bạn sẽ chú ý các bạn sẽ cho muối. Và cái muối này thì các bạn đừng sợ mặn, các bạn cứ cho nó mặn mặn một chút thì cái sợi mì của chúng ta nó sẽ ngon, nó sẽ không bị bở. Tiếp đến là các bạn sẽ sử dụng một ít dầu ăn. Và luộc mì thì các bạn chú ý nữa là nước sôi chúng ta mới cho mì vào luộc. Thì với một cái khẩu phần ăn ấy thì với cái mì luộc rồi thì nó vào khoảng 200 đến 220 gram. Thì với cái gói mì mà 500 gram như này thì các bạn làm được khoảng 5 suất. Khi các bạn luộc mì thì các bạn chú ý là chúng ta không nên cố tình đè cái mì xuống thì nó sẽ gãy. Chúng ta cứ từ từ chúng ta để cho cái mì nó mềm và chúng ta sẽ dìm xuống cái nước sôi sau. Và khi mà nó đã mềm rồi mà các bạn cũng đảo ngay thì cái mì nó cũng sẽ rất là khó, và các bạn để khoảng 2 phút sau đấy các bạn sẽ dùng đũa để các bạn đảo. Trong lúc chúng ta đợi cái mì này, luộc cái mì này thì chúng ta sẽ quay sang để chúng ta chuẩn bị cái nhân để xào mì. Thì ở đây như các bạn thấy đây, cái lấm, các bạn sẽ phải cắt bỏ cái phần chân lấm đi. Cắt bỏ phần chân lấm, sau đó các bạn sẽ thái mỏng lấm ra,
bạn để ý này, sau 2-3 phút thì các bạn sẽ tạo với mình. Tiếp đến cái phần thịt sông khói. Nếu như các bạn mua cái thịt sông khói mà có phần bì thì các bạn nên bỏ cái bì đi. Bình thường cho một khẩu phần ăn thì các bạn sẽ sử dụng là 200g mì đến 220g mì luộc rồi và 100g bacon và 100g nấm cho một khẩu phần ăn. Và khi chúng ta đã chuẩn bị xong cái phần nhân của cái mì rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay sang làm cái phần sốt cho mì. Ở đây phần sốt cho mì thì các bạn sẽ sử dụng trứng. Trứng thì các bạn bỏ bớt đi 1/2 cái lòng trắng và các bạn chỉ lấy cái lòng đỏ và 1/2 cái lòng trắng được. Tiếp đến các bạn sẽ sử dụng phần chi. Cái này. Phần chi này là parmesan chi hay người ta còn gọi thông thường là cái chi bột. Các bạn sẽ sử dụng ở đây là 50g. 50g chi bột. Sữa 100ml. Kem tươi. 150ml. Các bạn sẽ sử dụng thêm một chút muối. Sau đây các bạn sẽ đánh tan cái hỗn hợp này trứng với cả kem, sữa và chi bột lên. Thì chúng ta đã được cái sốt carbonara. Nếu như các bạn muốn cái màu sốt của chúng ta đẹp thì các bạn sẽ cho thêm ở đây một cái lòng đỏ trứng gà nữa. Thì cái màu sốt của chúng ta nó sẽ rất là đẹp và cái sốt nó có độ ngậy và độ thơm sẽ cao hơn cái sốt mà tôi đang đánh như này. Các bạn luộc khoảng từ 7 đến 8 phút rồi thì các bạn sẽ chú ý nhé. Thứ nhất là về cái độ chín của mì thì các bạn sẽ dùng này, cái đũa này, các bạn gắp cái sợi mì lên mà các bạn thấy cái sợi mì nó sóng xuôi đều và nó sẽ dính đều vào nhau thì cái mì này đã chín đến đạt độ ngon. Thì những cái này, độ chín này chỉ mới thích hợp với người châu Á thôi, còn người châu Âu thì nó phải vớt ra cách đây khoảng 1 phút rồi. Thì người châu Âu người ta ăn cái mì bao giờ nó phải có độ giòn. Không như người châu Á, nếu mà ăn giòn thì người ta sẽ nói là mì sống và người ta sẽ không thích. Thì sau khi mà các bạn đã thử cái mì này đã chín rồi thì các bạn sẽ xả nước lạnh nhé. Các bạn sẽ xả nước lạnh. Khi các bạn xả nước lạnh thì các bạn cũng chú ý một điều là các bạn sẽ không dùng tay hoặc dùng bất kỳ cái gì để ngoáy đảo cái phần mì lên. Vì khi cái mì của chúng ta gặp nước lạnh thì nó sẽ chuyển sang cái độ giòn. Đấy, thì khi nó đang giòn nếu mà chúng ta động tay động chân vào là cái mì nó sẽ gãy vụn ra, chúng ta rất là khó sử dụng. Khi các bạn xả nước lạnh xong này thì các bạn sẽ dùng một chút dầu ăn. Cái này là chúng ta làm này để cho cái mì của chúng ta khi mà nó nguội đi thì nó sẽ không bị dính vào nhau, nó không bị bết. Đấy, các bạn trộn đều dầu ăn lên. Và cái công đoạn chuẩn bị của chúng ta là đã xong. Và cái quan trọng nhất là khi mà các bạn xào mì thì bao giờ các bạn phải có một cái quá trình là trần mì giống như là người Việt chúng ta ăn bún ăn phở. Muốn ngon thì phải trần làm sao cho cái mì của chúng ta nó thật nóng và sau đấy chúng ta mới xào. Thì cái
mì nó mới đủ độ nóng thì nó mới ngon. Các bạn sẽ dùng bơ để xào mì thì bao giờ nó cũng sẽ ngon hơn là dùng dầu. Các bạn sẽ dùng bơ, một chút xíu bơ thôi. Đó. Sau đấy khi bơ đã nóng chảy rồi thì các bạn sẽ cho cái phần thịt vào xào trước cho nó thơm. Khi xào thịt thơm rồi thì các bạn lưu ý các bạn mới cho lấm. Các bạn sẽ cho lấm các bạn cho lấm vào xào cho cái lấm nó vừa đủ mềm thì lúc này chúng ta sẽ trần cái mì, chúng ta sẽ trần mì nước sôi, các bạn sẽ trần mì các bạn nhớ là khi mà các bạn làm mì thì các bạn đừng để mì bị gãy ra thành từng đoạn nhỏ thì lúc ý chúng ta sẽ rất là khó ăn, vì các bạn biết rồi, người ta ăn mì là người ta sẽ ăn bằng dĩa và thìa, người ta sẽ xoắn cái mì vào cái dĩa. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho mì vào. Đấy, ta sẽ xào mì. Phần sốt các bạn xào làm sao sốt với mì quện vào nhau thành một khối là được nhé. Còn nếu mà xào mà sốt nó vẫn còn ướt thì là nghĩa là mì của mình chưa được. Thế này lúc này là mì của chúng ta đã được rồi, chúng ta sẽ cho ra đĩa. Sau khi mà các bạn đã cho mì ra đĩa thì các bạn sẽ dùng một chút parmesan cheese các bạn rắc ở bên trên.
Đấy, như các bạn thấy cái món mì spaghetti carbonara này thì nó rất là dễ làm, và cái thời gian để làm ra cái món ăn này thì cũng không phải là quá nhiều. Vì với cái điều kiện mà bố mẹ đi làm về muộn vào buổi tối mà muốn có một cái bữa ăn cho các con nó thay đổi cái phong vị thì chỉ 30 phút là các bạn đã có một cái bữa ăn rất là ngon lành và đầy đủ chất dinh dưỡng, từ tinh bột, đạm và rau, chất xơ đều có ở trong cái đĩa mì spaghetti carbonara này. Thì với cái thời lượng của chương trình đã hết, thì tôi với cái chia sẻ công thức của tôi thì tôi cũng hy vọng là trong cái chương trình là nấu gì hôm nay thì các bạn sẽ có thêm những cái nguồn cảm hứng để sáng tác ra những cái món ăn để cho gia đình chúng ta và cho tất cả mọi người xung quanh. Với cái thời lượng chương trình đã hết và tôi cũng phải nói lời tạm biệt các bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại chương trình lần sau.